Hôm nay em review đến các bác một chiếc xe có thương hiệu là Falac. Falac thương hiệu này đến từ Mỹ các bác nhé. Đấy, có size đứng của loại xe là 50. Con này là khung nhôm bằng carbon. Con này thì thực tế ra thì bên ngoài nhìn khá là còn đẹp. Sơn nguyên bản các bác nhé. Đấy, xe nguyên bản từ đầu đến cuối. Falac đến từ Mỹ. Đấy, con này cấu hình nó không như những con xe touring bình thường. Con này nó chạy nó sử dụng với là phanh của nó là phanh 3 bánh rồi. Nó không phải là phanh QV như những con kia. Đấy. Con này các bác nào mà có thích thì cho sang xe tay khoảng vẫn được ok. Đấy, vì dáng con xe này rất là phù hợp. Con này chạy phanh 3 bánh, con này chạy với 9 mít 3 đĩa của anh nhé. Đấy. Em sẽ vào chi tiết con xe này. Xe thì khá là còn đẹp. Đấy. Ghi động phốt tăng là FSA. Đấy. Vẫn còn tem nguyên tem của nước ngoài này. Khá là đẹp. Tay phanh nhôm. Tay phanh nhôm. Để tay đè bấm xả Simolo, để bấm xả Simolo. Đấy, thương hiệu là Falac đây. Đấy, phanh của xe này là con này là phanh 3 mảnh các bác nhé. Đấy, phanh 3 mảnh. Khác với những con touring bình thường. Đấy, khung nhôm cả carbon. Con này với có màu là màu ghi. Đấy. Đây là những vết xước, nhưng mà cái phần này sơn nó chỉ hơi một chút, bên ngoài bên trong vẫn còn nguyên sơn của nó. Nó sơn bên ngoài một lớp rất là mỏng. Đấy. Nên là vết xước của xe. Đấy, duy nhất chỉ có chỗ này thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung là xe bãi thì không tránh được những vết xước này. Đấy. Nhìn thực tế thì nó không như trong ảnh đâu. Thực tế nó rất là đẹp. Nó không như mức độ như này đâu. Đấy, rất là ít hơn. Đấy, nhìn trên máy quay này nó trông rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà chỉ mất vào phần đấy, còn tất cả các phần khác là sơn rất là còn rất là đẹp. Em đến lái sơn rất là còn đẹp đấy các bác. Đấy. Con này xuất sang thị trường Nhật rồi này. Em số. Khung rất là còn đấy. Yên đổi cọc yên rồi yên vẫn còn nguyên trong xe các bác nhé. Đấy. Khóa nhanh vẫn còn nguyên này. Từ vết môi hàn của nó rất là đẹp. Đấy. Con này thương hiệu là của Mỹ. Đấy. Đúng ra con này kết hợp giữa Anh và Mỹ sản xuất con này là đúng hơn. Đấy. Con chạy này chạy với 9 níp. Đấy. 9 níp các bác nhé. Đấy, vành là vành 2 lớp. Đấy. Đề sau là đề Acera, Molo Acera. Đấy. Xích với cái hộp xe. Đùi nhôm. Đấy. Đùi nhôm. Có nguyên trong xe, vành của nó là thương hiệu vành này. Các bác này. Vành rất là đẹp đấy. Máy ơi rất còn khá còn mới. Xe này thực tế bên ngoài khá còn mới đấy các bạn. Đây là những cái tem của hãng này. Đấy, của hãng xe bán ở bên Nhật. Cái chữ số của nó khá đẹp. Càng carbon càng khá lành, vẫn chưa vết xước rồi. Đấy, chỉ duy nhất cái sườn trên một chút đấy thôi. Lốp vẫn là lốp bãi. Máy ơi trước khá là đẹp. Tổng thể con xe này thì nhìn rất là hài hòa. Đấy các bạn. Kem xuất sang thị trường Nhật Bản này. Xe nhìn này. Nó bị xước mất cái phần đấy, nhưng còn xe thì thực sự là rất còn mới. Mới đến 90% đấy các bạn. Đấy. Còn đẹp. Con này cái chỗ này mà em làm thì nó đơn giản thôi, làm sơn mà đơn giản, nhưng em không làm vì là để nguyên bản thì giá trị nó cao hơn, sau này sử dụng nó sẽ ấy hơn. Đấy. Xe khá còn đẹp này, từ cái tay này vẫn là xịn cấp xe này. Đấy. Vẫn là xịn luôn này. Cả là xịn luôn.
hết từ đầu đến cuối đấy các bạn. Bác nào mà có nhu cầu là dùng con này là ok đấy. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0915 096 215. Bên em sử dụng Zalo, các bác anh em trực tiếp em gửi cho. Khá mới, con xe này còn khá mới các bác nhé. Đấy, các bác an tâm. Bác nào mà mới vào trong kênh ấy, nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo ngày em đăng lên những chiếc xe để các bác tham khảo, bác xem. Có nhu cầu thì cứ điện em qua cái số điện thoại này. Đấy, và các bác ở khu vực gần nhà em thì liên hệ qua sẽ vào cái địa chỉ này là khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy, đây là cửa hàng nhà em. Con này nó là con khung nhôm cả carbon các bác nhé, có xe đứng ở 50, bánh trước bánh sau là bánh hai lớp, chạy với 9 đĩa 3 lít, thương hiệu đến từ Mỹ. Con này còn khá là đẹp, kể cả về dáng và chất liệu xe. Đấy, khá là đẹp. À, em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và em xin dừng video tại đây.